Cô chào các em thân mến, chúng ta cùng tiếp tục học bài số 6 nhé. Unit 6, After School, sau giờ học, Section A. What do you do? Cô mời các em chúng ta cùng xem từ vựng của phần này nhé. Chúng ta có những từ sau đây. Idea. Idea, nhấn âm tiết số 2. Idea, danh từ ý kiến. Music room, music room, danh từ phòng nhạc. Team. Team. Team, danh từ đội hoặc là nhóm. Together. Together. Together, trạng từ cùng nhau. Sport. Sport. Sport, danh từ thể thao. Sporty. Sporty. Sporty, tính từ đam mê thể thao. Come along. Come along, tới hoặc là xuất hiện. Maybe. Maybe. Maybe, trạng từ có thể. Hour. Hour. Hour, trong từ này chữ h chúng ta không đọc các em nhé. Hour, giờ. Minute. Minute, nhấn âm tiết số 1. Minute, phút. Second. Second. Second, giây. Act. Act. Act, diễn xuất. Pastime. Pastime. Pastime, nhấn âm tiết số 1. Trò tiêu khiển, giải trí. Member. Member. Member, nhấn âm tiết số 1, hội viên hoặc là thành viên. Group. Group. Group, nhóm, đội, bằng với từ team các em nhé. Theater group. Theater group, đội kịch. Rehearse. Rehearse. Rehearse, nhấn âm tiết số 2, diễn tập. Anniversary. Anniversary. Anniversary, lễ kỷ niệm, nhấn âm tiết số 3. Celebration. Celebration, nhấn âm tiết số 3. Celebration, tổ chức ăn mừng hoặc lễ kỷ niệm. President. President. President, chủ nhiệm hoặc là chủ tịch. Collect. Collect. Collect, nhấn âm tiết số 2. Sưu tầm. Collection, chúng ta có danh từ của nó là collection. Collection, bộ sưu tập. Collector. Collector là người sưu tầm. Sporty. Comics. Comics, nhấn âm tiết số 1, truyện tranh. Lie, lie, động từ nằm. Circus. Circus, nhấn âm tiết số 1, circus, gánh xiếc. Tidy. Tidy, tidy, dọn dẹp. Mind. Mind, mind, trí óc. Healthy mind, healthy mind, trí óc minh mẫn. Cô mời các em chúng ta cùng vào bài nhé. One, listen, then practice with a partner. Trong phòng 1, các em cùng nhau nghe, sau đó thực hành cùng với bạn. Cô mời các em cùng lắng nghe nhé. Hello, Hua. What are you doing? Hi, Min. I'm doing my math homework. You work too much, Hua. You should relax. It's 4:30 and tomorrow is Sunday. Okay, what should we do? Let's go to the cafeteria and get a cold drink. Good idea. Where's Ba? Let's invite him, too. Oh, Ba is in the music room. He's learning to play the guitar. He practices every day after school. Min, what do you usually do after school? I usually meet my friends. We do our homework together. Do you play sports? Oh, yes. I play volleyball for the school team. We always need more players. Why don't you come along? Yes, maybe I will. I enjoy playing volleyball. Và bây giờ các em hãy cùng nhau đọc và dịch theo cô nhé. Hello, Hoa. What are you doing? Chào Hoa, bạn đang làm gì vậy? Hi, Minh. I'm doing my math homework. Chào Minh. Mình đang làm bài tập môn toán ở nhà. You work too much, Hoa. You should relax. Bạn làm việc chăm chỉ quá, Hoa. Bạn nên thư giãn. It's 4:30 and tomorrow is Sunday. Bây giờ đã là 4:30 rồi và ngày mai là Chủ nhật. Okay, what should we do? Okay, chúng ta nên làm gì bây giờ? Let's go to the cafeteria and get some cold drink. Chúng ta hãy cùng đi đến cái cửa hàng tự phục vụ và hãy cùng nhau uống một ly nước lạnh, tựa như là trà đá đó. Good idea. Where's Ba? Let's invite him too. Ý kiến hay đó. Ba đâu rồi? Hãy mời cậu ấy nữa nhé. Oh, Ba is in the music room.
Ba đang ở trong phòng nhạc. He's learning to play the guitar. Cậu ấy đang học cách chơi đàn guitar. Chúng ta có cụm từ play the guitar là chơi đàn guitar. He practices every day after school. Cậu ấy luyện tập hàng ngày sau buổi học. Mình, what do you usually do after school? Mình, bạn thường làm gì sau giờ học vậy? I usually meet my friends. Mình thường gặp các bạn của mình. We often do our homework together. Và chúng mình thì thường làm bài tập về nhà cùng nhau. Do you play sports? Bạn có chơi các môn thể thao không? Oh yes, I play volleyball for some school team. We always need more players. Why don't you come along? Oh yes, mình chơi bóng chuyền cho cái đội bóng của trường. Chúng mình thì cần nhiều hơn những cái vận động viên. Tại sao bạn không ghé qua nhỉ? Yes, maybe I will. I enjoy playing volleyball. Okay, yes, có thể là mình sẽ đến. Mình cũng thích tham gia trò chơi bóng chuyền. Answer. Các em cùng trả lời cho cô các câu hỏi sau đây nhé. A. What is Hoa doing? Bạn Hoa đang làm gì? She's doing her math homework. Bạn ấy đang làm môn toán, đúng chưa nào? Bài tập về nhà. What là cái gì? Minh and Hoa going to do là sẽ làm. Minh và Hoa sẽ làm gì? They are going to go to the cafeteria and get a cold drink. Là họ sẽ đi đến cái tiệm quán tự phục vụ và sẽ cùng uống một ly nước lạnh. Where is Ba? Ba thì đang ở đâu? He is in the music room. What is he doing? Cậu ấy đang làm gì? He is learning how to play the guitar. Cậu ấy đang học cách chơi đàn guitar. What does Min usually do after school? Min thường làm gì sau giờ học? He usually meets his friends. Cậu ấy thường gỡ bạn bè. What sports does Hoa like playing? Cái môn thể thao nào mà Hoa thích chơi? She likes playing volleyball. Cô ấy thích chơi môn bóng chuyền. Practice. To practice with a partner, I look at these activities, label the pictures. Các em hãy cùng nhau nhìn các bức hình, các hoạt động sau đây và sau đó hãy dán nhãn cho những cái bức hình này các em nhé. Theo các em thì ví dụ như bức tranh số 1 là đọc sách hoặc là học ở thư viện thì chúng ta sẽ nói là reading, studying in the library. Tương tự các bức tranh còn lại các em có thể nói là. Đối với bức tranh số 2, các em có thể nói là swimming in the pool, là các bạn ấy đang bơi ở trong bể bơi. 3, playing computer games, là đang chơi những cái trò chơi trên máy tính. 4, going to the movie theater, là đi đến rạp chiếu phim. Và 5, playing soccer, hoặc là playing football, có nghĩa là chơi bóng đá. 6, là watching television, là đang xem TV. B, ask and answer. Các em hãy cùng nhau hỏi và trả lời cho cô nhé. Các em sẽ sử dụng những cái từ trạng từ chỉ tần suất, ví dụ như là usually là thường thường, sometimes là thỉnh thoảng, often là thường, always là luôn luôn và never là không bao giờ. Ví dụ như các em có thể hỏi là how often do you study in the library after school? Đó, một vài cái ví dụ các em có thể nói. Rồi các em trả lời là chủ ngữ là ai cộng với lại những cái trạng từ này. 3. Read, then answer. Các em hãy cùng nhau đọc và trả lời cho cô các câu hỏi sau đây. The students of class 7A enjoy different activities after school hours. Các học sinh của lớp 7A thì thường thích những cái hoạt động khác nhau sau giờ học. Acting is Nga's favorite pastime. Diễn xuất đó là một cái sở thích của bạn Nga. She is a member of a school theater group. Cô ấy là một cái thành viên của cái đội rạp hát của trường. At present, her group is rehearsing a play for the school anniversary celebration. Chúng ta có cụm từ là rehearse a play, có nghĩa là diễn tập vở kịch các em nhé. Hiện tại, bây giờ thì nhóm của cô ấy đang diễn tập lại một cái vở kịch cho cái buổi lễ kỷ niệm của trường. Ba is the president of the Stamp Collectors Club. Còn ba thì là một cái chủ nhiệm của cái câu lạc bộ sưu tầm tem.
On Wednesday afternoons, he and his friends get together and talk about their stamps. Vào buổi chiều thứ tư thì cậu ấy và các bạn của cậu ấy sẽ cùng tụ tập với nhau và cùng nói về ký sưu tầm tem. If there have many new stamps, they usually bring them to school. Nếu mà họ có nhiều tem mới thì họ sẽ mang chúng đi đến trường. Ba's American friend Liz gives him a lot of American stamps. Bạn của bạn ba tên là Liz thì đã đưa cho cậu ấy rất là nhiều tem. Nam is not very sporty. Bạn Nam thì không hẳn là người đam mê thể thao. In the afternoon, he usually goes home and watches videos. Vào buổi chiều thì cậu ấy thường ở nhà và xem TV, xem những cái videos. Thỉnh thoảng, sometimes he reads a library books or comics. But the most of the time, he lies on the couch in front of the TV. Thỉnh thoảng thì cậu ấy có đọc sách ở thư viện và hoặc là đọc truyện tranh. Nhưng mà hầu hết các thời gian thì cậu ấy lại nằm trên một cái ghế ở đằng trước cái TV. Đây, he never plays games. Cậu ấy không bao giờ chơi game. Bây giờ các em cùng nhau trả lời cho cô 4 câu hỏi. A, what is Nga's theater group doing? Là bạn, cái nhóm rạp hát của bạn Nga thì đang làm gì? Chúng ta có thể trả lời là chủ ngữ là Nga's theater group do, group là chủ ngữ. Tiếp theo động từ is, đang diễn tập là rehearsing a play for the school anniversary celebration. Câu B là how, là như thế nào? Ba đã có những cái tem của Mỹ như thế nào? Đó chính là Ba's American friend, là nhờ cái một người bạn của bạn ba, đúng chưa nào, tên là Liz, đã gives him a lot of American stamps, đã đưa cho cậu ấy rất là nhiều tem Mỹ. Câu C nào, when, là khi nào? Does the stamp collectors club meet? Khi nào thì những cái người sưu tầm tem sẽ gặp nhau? The stamp collectors club meets on Wednesday afternoons. Là những người sưu tầm tem thì sẽ gặp nhau vào buổi chiều thứ tư. Và câu D là how often, là hỏi về bao lâu một lần, đúng chưa nào? Nam play games. Bạn Nam có chơi game không các em? À không, đúng chưa nào? Nam never plays game. For listen, match the each name to an activity. Các em cùng nhau nghe, sau đó hãy nối những cái tên này tương ứng với các hoạt động các em nhé. Cô mời các em cùng lắng nghe. My, should we go to the school cafeteria? Okay, that's a great idea. What about you, Nam? Sorry, I have to rehearse for a play with the drama group. Ba, do you want to join us? Oh no, I'm going to the circus tonight with my family. Sorry. How about you, Kien? I would love to, but I am going to tidy the classroom for Miss Liang this evening. Okay, would you like to come with us to the cafeteria, Lan? Sorry, I'm going to the movie theater. Have a good time. Bye. Và đây là đáp án của chúng ta các em nhé. A, chúng ta sẽ nối với số 2 là go to school cafeteria, là sẽ đi đến cái quán ăn từ phục vụ ở trường. Nam thì sẽ nối với lại rehearse a play, có nghĩa là diễn tập vở kịch. One là bạn ba, go to the circus, là đi đến cái rạp xiếc. Lan thì chúng ta sẽ nối với three là watch a movie, xem một bộ phim. Four là tidy the classroom, có nghĩa là dọn dẹp phòng học. Five, play with words. Cô mời các em cùng nhau đọc bài nhé. Are you bored? Are you tired of watching TV? Then come with me. Let's go to the world of sports and fun. To jump and run, play games in the sun. Keep fit, everybody. Then you will find you have a healthy body and a healthy mind. Và đây là bài dịch của chúng ta các em nhé. Ok, các em thân mến, trong phần này các em cần nhớ cho cô những mẫu câu sau đây. Let's play some computer games. Chúng ta hãy cùng nhau chơi những cái trò chơi điện tử nào. Good idea, ý kiến hay, hoặc là great, tuyệt vời. Her group is rehearsing a play, là nhóm của cô ấy đang diễn tập kịch. Ok, bài của chúng ta sẽ tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại các em
vào cái bài mới nhé. Goodbye.